xin chào tất cả các quý vị. Hôm nay thông tin bất động sản, trang thông tin của Alo Căn Hộ SG.com xin chia sẻ với các bạn về thông tin dự án Thảo Hiền Green Tower tại địa chỉ là 192 Nguyễn Văn Thưởng, phường Thảo Điền, nó là ở quận 2 cũ, bây giờ mình gọi là thành phố Thủ Đức các bạn ạ. Thì đây là một dự án đã nằm tại khu vực tập trung các cái khu thương gia quốc tế, gồm những là những thương nhân và người ngoại quốc và tập trung ở đây sinh sống và làm việc là rất là đông, chủ yếu là người châu Âu và người châu Mỹ. Đây được coi là một cộng đồng cư dân văn minh và với không gian sống là sinh thái, thì Thảo Điền cũng là một bán đảo được bao bọc bởi sông Sài Gòn. Tại khu Thảo Điền Grand Tower có thiết kế cao cấp và sang trọng, được quy hoạch tiện ích nội khu theo tiêu chuẩn của quốc tế và mang phong cách châu Âu hiện đại. Thì liền kề tại đây thì đã có các dự án đã xây dựng hiện hữu như là XE Riverside Palace của tập đoàn GF Hàn Quốc, hay dự án River Garden của chủ đầu tư Indochiland của Mỹ, hay là một dự án hạng sang LF ngay liền kề đây luôn, và Vista hay là Mastery trong khu vực này. Thì có thể nói là các dự án và các tiện ích ở đây đã hoàn thiện, là hiện hữu hết cả rồi các bạn ạ. Thì ngoài ra thì những cái tiện ích ở xung quanh đây ấy, thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có những cái hệ thống giáo dục quốc tế liền kề như trường British Eton của Anh Quốc, trường Đại học Văn hóa và các cái siêu thị Metro hay là sân golf Rạch Chiếc. Từ đây thì là kết nối dễ dàng ra những cái tuyến Metro nữa. Thì tôi xin điểm qua một số cái thông tin cơ bản của dự án như thế này. Đây là chủ đầu tư xây dựng là SIC, đây là một chủ đầu tư ở phía Bắc. Theo cái thông tin trụ sở, về cái thông tin trụ sở của công ty thì nó nằm ở ngoài Hà Nội. Thì đơn vị tổng thầu thi công là Central Pole. Thì đây sẽ là một khu phức hợp gồm các căn hộ cao cấp, văn phòng office và shop house, khối đế thương mại dịch vụ. Thì tổng diện tích của một dự án này nó là 0,5 ha, là 5.000 m2 các bạn ạ. Số tầng cao là 25 tầng và 2 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng là 40.000 m2. Thì tổng số căn hộ ở đây nó có cái số lượng căn hộ là cũng khá là hạn chế. Nó là 250 căn hộ và gồm những căn 2 phòng ngủ và các phòng chức năng nữa. Thì mật độ căn thì là có 12 căn trên một sàn. Thì các tiện ích cơ bản thì là cao cấp, thì là gồm hồ bơi và gym và yoga, như quy khu sinh hoạt các thứ thì là chắc chắn là có rồi. Hiện tại trên hiện trường thì tôi đang thấy đây thì là vừa nãy thì tôi đã vào tôi ngó qua trước rồi, thì là dự án này thì là đang thi công phần hồng móng. Thì trước đây thì đặt tháng 8 năm ngoái, năm 2020 thì dự án đã triển khai khởi công. Tiến độ bây giờ thì nói chung là chắc nó hơi chậm, nếu mà so ra thì cũng hơi chậm một chút, vì là phần hầm móng vừa nãy vào xem thì đây ở đây nó đóng cửa rồi, không cho con xem được. Thì cũng mới làm cái phần hầm thôi, chưa lên được trên móng, chưa lên được trên mặt đất. Thì tôi xin lướt qua đây một số bảng thông tin công trình ở trước cửa đây để cho các bạn xem. Đấy, các bạn có nhìn thấy là tôi chỉ đứng đây một lúc thì các bạn sẽ nhìn thấy là những cái cư dân châu Âu, châu Mỹ ở đây là tập thể dục chạy quanh đây là rất là nhiều. Hôm nay nổi tiếng là những khu biệt thự của các đại gia Việt và người nước ngoài mà. Đây là cái bảng thông tin công trình này các bạn ạ. Đây, cái cổng và công trình Thảo Điền Green Tower. Đây cái thông tin công trình tổng thầu thi công Central Pole. Đây những cái banner bên ngoài đang được quảng cáo với các cái phong cách thiết kế khá là đẹp. Mời anh Tây sang đây để dùng. Đây hai chữ Tây này cho các bạn xem. Đi tiếp trong cái phong cảnh này, đây phong cảnh cái này là sẽ là có một bộ hơn cái hồ bơi Sky View. Hồ bơi tràm tượng, cái thiết kế nó đây, công nghiệp toàn là tiếng Anh thôi. Đối tượng khách hàng người nước ngoài rất là quan tâm đến cái dự án này các bạn, vị trí đẹp hay cái khu cộng đồng mà người châu Âu, châu Mỹ ở tại đây, logo biểu tượng nó nhiều cách điệu của những cái cành cây rất là đẹp. Là khu vực này là phát triển theo cái hệ sinh thái là xanh sạch và văn minh. Tư vấn giám sát FPM đây, đơn vị giám sát đây.
kia là cái phối cảnh thiết kế của cái bên trong cái căn hộ giao đây. Đấy, phòng khách, khách này có tivi này, tivi có đảo bếp, căn này là khá lớn đây thì thiết kế của đảo bếp này như này được. Đấy, còn bên này là cái phòng ngủ đây. Đó, cái số này từ nhiều các bạn gọi hotline cho tôi là 0909910884 các bạn nha, để chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn chi tiết thông tin của dự án, cung cấp về cái thông tin dự án hay thông tin thị trường. Đi vòng qua bên này để cho các bạn xem luôn nhé, cái khu đường mình trong này. Rồi sau tôi đi rất là một quán nữa. Đấy, tiện ích đã hiện hữu liền kề rồi. Cộng đồng cư dân văn minh hai bên này đây. À, đi sâu vào trong để các bạn cảm nhận là cái bọc cái đường xung quanh, cái tiện ích xung quanh của nó như thế nào. Cái này hai dự án này mà khi mà cái dự án Thảo Điền lên cùng với dự án này nữa thì nó sẽ tạo cái cộng hưởng cái sự khu dân cư đông đúc và những cái tiện ích cộng hưởng với nhau. Đây có một trường này đấy, trong kia. Rồi tôi vòng qua để lướt qua cho các bạn xem một số cái thông tin trên cái biển hiệu banner quảng cáo của dự án để các bạn xem lại một lần nữa chi tiết các bạn nhé. Đi qua GS thì mình nói qua GS tí, đây nó có cái sân tennis. Đấy, khu sân tennis ở đây. Đấy, đang đi vào đây thôi. Winton Vinmark này thì bán cho thằng Masan rồi. Chưa thấy đổi thành Vinmark nhỉ. Nghe nói là đổi thành Vinmark nhưng không còn là Vinmark nữa. Rồi, ta quay lại vào đây. Rồi. Rồi đi một lượt nữa. Đấy, các bạn đã có cái nhìn rõ hơn về cái dự án Thảo Điền Green đây. Đấy. Thì tính ra cái dự án này thì nó nằm trên cái mặt tiền đường Nguyễn Văn Lượng này nó khá là dài. Đấy. Đi một đoạn này các bạn có thể tính thấy được là nó dài được. Đấy. Hai block mà mặt tiền đường khá là dài. Bên trong khu vườn để trang đèn này thì có thông tin là hiện tại dự kiến là tháng 7 này thì dự án sẽ triển khai mở bán, nhưng mà về tình hình dịch bệnh như thế này thì dự kiến chỉ là dự kiến thôi, thì không chưa có thể chắc chắn, thì có thể là tháng 8, tháng 9 gì đấy. Thì chắc là khi là chắc xong hòm móng thì chủ đầu tư người ta sẽ mở bán đấy. À, đây là cái cửa cổng công trình này. Rồi xin cảm ơn các bạn trang thông tin bất động sản alo.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, và chúng tôi sẽ có những cái video lần sau nó sẽ chi tiết và đầy đủ hơn và có sự lên kịch bản nó rõ ràng hơn. Thì hôm nay thì là cái phần là ngẫu hứng của tôi đi qua là tôi tiện tôi chia sẻ với các bạn thôi các bạn ạ. Xin chân thành cảm ơn các bạn nhé. Rồi xin chào và cảm ơn.